Trở lại quá khứ về mùa hè năm 2018, Mungkai, khi đó đang là giám đốc thể thao của AS Roma, đã thực hiện một quyết định mang tính bước ngoặt với sự nghiệp quần đùi áo số của Zaniolo. Cụ thể, theo La Gazzetta dello Sport, vị giám đốc sinh năm 1968 chấp nhận để Raja Nainggolan tới Inter Milan để đổi lấy Zaniolo kèm theo một khoản tiền. Từ chỗ đang là người vô hình ở đội 1 Inter, cả mùa năm 2017 đến năm 2018 chỉ được huấn luyện viên trưởng Luciano Spalletti đăng ký thi đấu đúng một trận và không ra sân. Chàng trai sinh năm 1999 nhanh chóng ghi dấu ấn bằng những sự tiến bộ vượt bậc trong màu áo Roma. Ngay ở mùa giải đầu tiên đầu quân cho đội chủ sân Olimpico, Zaniolo đã trở thành cầu thủ người Ý trẻ nhất lập cú đúp trong lịch sử Champions League. Trận Roma 2-1 Porto tại lượt đi vòng 1/8. Được huấn luyện viên Roberto Mancini triệu tập lên đội tuyển quốc gia và giành luôn giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Serie A năm 2018 đến năm 2019. Nicolò sở hữu thể chất bẩm sinh đáng kinh ngạc đối với một cầu thủ chỉ mới 19 tuổi. Cậu ấy cũng có những phẩm chất tuyệt vời. Theo tôi và có lẽ tất cả mọi người cũng sẽ đồng quan điểm với tôi rằng Nicolò đã là một cầu thủ rất giỏi và có thể trở thành một tên tuổi vĩ đại của bóng đá thế giới. Daniel De Rossi, huyền thoại của Roma, nhận xét về người đàn em hồi tháng 2 năm 2019. Đó là những ví dụ cho thấy Mungkai rất có duyên với Zaniolo, giống như việc Emery có duyên với những cầu thủ từng bị nhiều đội bóng lớn thải loại. Zaniolo được đánh giá là bản hợp đồng thành công nhất do Mungkai làm đạo diễn trong gần 2 năm không mấy vui vẻ của cựu thủ môn Sevilla ở Roma. Sau khi rời Roma, Zaniolo đã phiêu bạt sang tận Galatasaray. Việc trôi dạt tới một nền bóng đá như Thổ Nhĩ Kỳ khi mới 23 tuổi cho thấy sự nghiệp của Zaniolo cầu thủ được đánh giá là sở hữu rất nhiều tiềm năng sáng giá bị chững lại. Đây là một bước lùi đáng tiếc trong quá trình phát triển của tiền vệ người Ý, dù cho Zaniolo chơi khá ổn với 5 bàn thắng, một đường kiến tạo sau 12 lần ra sân. Nếu muốn lấy lại phong độ và tiếp tục thúc đẩy những tiềm năng sẵn có, chứ chưa nói tới việc trở thành siêu sao hạng A, Zaniolo bắt buộc phải trở lại top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Đó là điều không cần bàn cãi. Chỉ ở 5 giải đấu có tính cạnh tranh và chất lượng chuyên môn cao nhất lục địa già ấy, Zaniolo mới có đủ điều kiện để cọ sát, mài giũa tài năng. Ngoại hạng Anh là đấu trường đỉnh nhất thế giới. Từ khi còn nhỏ, tôi đã mơ ước rằng một ngày nào đó mình sẽ được thi đấu tại đây. Bây giờ, tôi đã nắm trong tay cơ hội ấy. Tôi không thể chờ đợi thêm để có lần ra sân đầu tiên tại ngoại hạng Anh, Zaniolo phát biểu. Cựu cầu thủ Roma đã đạt được nguyện vọng là chơi bóng ở hạng đấu cao nhất xứ sở sương mù. Tuy nhiên, việc chuyển tới đội bóng nào cũng là điều vô cùng quan trọng. Aston Villa là bến đỗ thích hợp nhất với Zaniolo ở thời điểm hiện tại và sự có mặt của Mungkai cũng như Emery không phải lý do duy nhất. Ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa năm 2022 đến năm 2023, số 22 của Roma từng bỏ lỡ cơ hội thi đấu tại ngoại hạng Anh khi lắc đầu với Bournemouth. Lý do được cho là Zaniolo Cheddercherry chỉ là một đội bóng nhỏ và thường quanh quẩn ở nhóm trụ hạng. Nửa năm sau, Zaniolo đã được đáp ứng nhu cầu khi ở ngoại hạng Anh, Aston Villa đang có vị thế cao hơn Bournemouth. Ở Premier League năm 2022 đến năm 2023, mùa giải đầu tiên Emery làm thuyền trưởng, câu lạc bộ chủ sân Villa Park chơi rất tốt và đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng, cao hơn 7 bậc so với mùa trước, khi Dean Smith rồi sau đó là Steven Gerrard còn nắm đội. Trong khi đó, Bournemouth kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 15. Trong quá khứ, từng có nhiều thông tin chuyển nhượng cho rằng Zaniolo được hàng loạt các đội bóng lớn như Liverpool, Juventus, MU, Real Madrid, Tottenham Hotspur quan tâm. Nhưng đó là câu chuyện của khoảng 1 đến 3 năm trước, khi cầu thủ người Ý chưa lang bạt sang Thổ Nhĩ Kỳ. Còn ở thời điểm hiện tại, Zaniolo không thể có chỗ đứng ở những câu lạc bộ trên. Vì vậy, đối với tiền vệ sinh năm 1999, không còn bất kỳ bến đỗ nào thích hợp hơn Aston Villa ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, để tận dụng được những cơ hội mà mình đang có, Zaniolo bắt buộc phải trưởng thành hơn. Từ trước đến nay, tiền vệ người Ý từng nhiều lần khiến các cổ động viên Roma phải khó chịu vì sự vô kỷ luật của mình. Tháng 6 năm 2019, cả Luigi Di Biasio, huấn luyện viên trưởng đội tuyển U21 và Roberto Mancini, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia đều thống nhất sẽ loại Zaniolo ra khỏi đội hình. Nguyên nhân theo lời Di Biasio là chàng trai 19 tuổi đã bỏ tập nhiều lần. Đỉnh điểm là sự việc xảy ra ở kỳ chuyển nhượng đầu năm 2023. Lúc bấy giờ, Zaniolo đã nói thẳng với huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho rằng mình muốn rời Roma và tự ý nghỉ tập. Có hai đội bóng muốn chiêu mộ cầu thủ sinh năm 1999 là AC Milan và Bournemouth. Rossoneri chỉ muốn mượn còn đại diện tới từ nước Anh sẵn sàng chi ra 30 triệu euro. Roma đương nhiên chỉ muốn nhanh chóng bán đứt một cầu thủ đã làm mình làm mẩy để đòi ra đi, chứ không muốn cho mượn. Về phần mình, đội bóng của Mourinho lập tức chọn Bournemouth. Nhưng Zaniolo lại nói không khi người của đội bóng tới từ xứ sở sương mù đã đi chuyên cơ tới Rome để đàm phán và chốt hợp đồng. Khi thị trường chuyển nhượng chuẩn bị đóng cửa, Zaniolo lại cầu cứu Bournemouth vì hối hận. Tuy nhiên, De Cherry trả lời rằng mọi thứ đã quá muộn khi họ vừa dùng hết ngân sách để mua các cầu thủ khác.
Kết cục, Zaniolo phải trả giá cho sự đồng đảnh và khó chiều của mình khi chấp nhận trôi dạt sang Galatasaray. Trước đó, các cổ động viên quá khích của Roma sôi máu đến mức kéo nhau tới nhà riêng của số 22 để dọa giết, khiến anh phải nhờ tới sự giúp đỡ từ phía cảnh sát. Sau khi dứt tình với đội chủ sân Olympico, Zaniolo tiếp tục gây ra rắc rối khi phát biểu trên Gazzetta. Tôi cảm thấy thất vọng về tất cả những đồng đội cũ của mình tại Roma. Họ từng nói họ coi tôi là anh em. Nhưng khi tôi rời đi, chẳng có ai chào tạm biệt tôi. Chỉ có Mourinho làm điều đó mà thôi. Ông ấy thật chuyên nghiệp dù tôi và Jose đã có những bất đồng. Cư xử một cách thiếu tôn trọng nhưng lại đòi mọi người phải tôn trọng mình, Roma lại một lần nữa phải cạn lời vì Zaniolo. Sự thiếu chuyên nghiệp cộng với hai chấn thương đứt dây chằng trong năm 2020 đã khiến sự nghiệp của cầu thủ người Ý bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Zaniolo từng là một trong những viên ngọc quý của bóng đá Ý, từng được coi là hoàng tử thành Rome, như cái cách người ta từng gọi Francesco Totti. Nhưng vào lúc này, chàng trai sinh năm 1999 đang vất vả trong việc tìm lại chính mình. Zaniolo năm nay 24 tuổi, vẫn còn rất nhiều thời gian để tiền vệ này làm lại sự nghiệp. Nhưng ở tuổi 24, Zaniolo chắc chắn sẽ không nhận được sự bao dung, tha thứ của bất kỳ ai nếu cứ tiếp tục hành xử theo phong cách trẻ trâu. Tiền vệ người Ý đã được trao những điều kiện lý tưởng để lấy lại phong độ. Giờ đây, tất cả chỉ còn phụ thuộc vào Zaniolo. Nếu không muốn trở về Galatasaray, tiền vệ sinh năm 1999 phải nỗ lực hết sức trong một năm đầu quân cho Aston Villa dưới dạng cho mượn.